Đã 3 tuần kể từ sau khi tỉnh Phú Thọ công bố trên địa bàn xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn có 42 người bị nhiễm HIV. Cho tới nay, theo ngành y tế của tỉnh này, sau khi tích cực truyền thông trực tiếp thì hiện tâm lý của bà con đã ổn định và bớt bức xúc. Tuy nhiên, để có thể trả lời được câu hỏi rất nhiều người quan tâm, vậy đâu là nguyên nhân, đâu là nguồn lây khiến cho hàng chục người nhiễm bệnh thì hiện tại họ không thể khẳng định được. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Tại trạm y tế xã Kim Thượng, một tuần nay, các nhân viên y tế có thêm một công việc là tuyên truyền về HIV tới bà con, giúp họ ổn định tâm lý. Trước đó, vào tháng 6 năm 2018, sau khi trên địa bàn xã có phát hiện một vài người nhiễm HIV và một cháu bé tử vong, trạm đã báo cáo trung tâm y tế để thực hiện xét nghiệm sàng lọc 490 người. Trong đó, kết quả có 42 người dương tính với HIV. Nguyên nhân vụ việc đến nay vẫn đang đợi điều tra. Nhưng trạm trưởng trạm y tế này cho biết ít có khả năng là do dùng chung bơm kim tiêm. Nguyên nhân thì tôi cũng không biết là nguyên nhân ra đâu, bởi vì là địa bàn xã Kim Thượng thì chữ năm trước thì rất là yên ổn, thì vấn đề bệnh tật thường không có những bệnh tật gì nghiêm trọng đâu. Nhưng mà thời gian gần đây thì dân ở xã cũng đi làm ăn xa khá là nhiều, thì cũng không kiểm soát được. Hiện tại bây giờ nguyên nhân cụ thể ra sao thì bản thân tôi cũng chưa được biết, và cũng là cái này là cơ quan chức năng người ta đang nghiên cứu vào cuộc. Chưa có một cái căn cứ nào để mà nói lên là do dùng chung bơm kim tiêm, cái này là do người bị tử vong thôi. Bởi vì là theo tôi hiểu là cái ngành y là phải có rất là có lương tâm. Thứ nhất, thứ hai là cái bơm kim tiêm đấy nó rất là rẻ, nó chỉ 500-1.000 đồng một chiếc thôi. Mà cái bơm kim tiêm đấy người ta đã ghi ở vỏ là bơm kim tiêm sử dụng một lần. Nếu mà sử dụng lần hai thì nó rất là cùn và đau. Trước đó, Bộ Y tế đã giao các cơ quan trung ương tiến hành khảo sát tại Kim Thượng. Vì thế, sớm nhất cũng phải 3 tháng nữa mới có kết quả chính xác đâu là nguyên nhân khiến 42 người mắc HIV. Hiện nay, Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã có cái chỉ đạo giao Viện Vệ sinh Y tế Trung ương phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan của Trung ương sẽ tiến hành một cái thiết kế nghiên cứu hết sức là khoa học để đảm bảo tính khách quan, khoa học, trung thực, và sẽ phải triển khai trên địa bàn của Kim Thượng cũng như là một số các cái vùng xung quanh. Và để trả lời cái câu hỏi đó thì cái cuộc điều tra nghiên cứu này cũng phải được thiết kế một cách hết sức là khoa học và rất cần nhiều thời gian. Tôi thiết nghĩ rằng cũng phải có một cái thời gian đủ thì các nhà khoa học mới có thể đưa ra những cái câu trả lời cho những cái vấn đề mà mọi người đang quan tâm. Chứ còn ở thời điểm này thì chúng tôi chưa đủ cơ sở khoa học cũng như thực tiễn để nói bất cứ những cái nội dung gì liên quan đến cái câu chuyện. Ngoài ra, sau khi tỉnh Phú Thọ công bố 42 người dương tính với HIV, tới nay tất cả đều đã được điều trị ARV miễn phí. Đồng thời, ngành y tế đã thực hiện xét nghiệm mở rộng trên 400 mẫu máu ở những đối tượng nguy cơ cao tại Kim Thượng, nhưng rất may chưa phát hiện thêm trường hợp nào mắc mới. Câu chuyện có thể coi là bất thường ở Tân Sơn vẫn chưa thể có lời giải.